Chào mừng bà con, chào cô bác, anh chị em đã đến với kênh của mình. Hôm nay hai anh em ra vườn tiếp tục hái cao bà con, cô bác, anh chị em. Em đang chào bà con, cô bác, anh chị em. Hiện tại thì cao mình cũng gần hết vụ rồi. Cao lão bà con, cao lão khoảng cỡ 10 năm tuổi lên bà con. Còn cao tơ thì 3 năm đến 2, đến 4 năm, 5 năm thì nó vẫn còn buồn, còn sai lắm bà con. Số cao lão thì nó hết. Em nó đang hái cao xuống bà con. Nhìn quẹt cao cũng không sai mấy cho bà con. Quẹt cao khoảng cỡ ký mấy, 2 ký à. Là ông như cuối vụ nó không còn sai nữa. Em đang leo lên hái, không hái mà lấy cây giật nè bà con. Giật xuống chụp bình thường. Nó cũng không có rụng trái cho mấy. Cái giật này cũng ngon lắm bà con. Nhìn chung thì giá năm nay thì cũng sống ngon hơn những cây khác như là xài, mận, ổi, rồi mít nữa bà con. Giá mít bây giờ năm nay trong vườn có 5.000 một ký, 5.000 ký mít Thái mình bà con. Rồi nó bỏ cái dao rồi, chín tiếng rồi. Ừ. Mít ông tám nãy nhiều. Chuyện mấy mà ký nhiều? Ký 5.000 ha. Còn đây là những cây cao tơ nè bà con. Bà con nhìn đi, cây cao rất là sai. Còn so với những cây cao lão á, thì đây nó chỉ còn một buồn với hai buồn thôi bà con. Em đang bẻ ở trên, đang bẻ hai quầy, hai cây lực các bà con. Cây cao cỡ 5 năm, 6 năm tuổi á, thì rất là còn buồn mà còn sai lắm. Còn khoảng có 10 năm tuổi đến 7 năm tuổi bây giờ nó thưa lắm bà con cô bác. Làm như là cao năm nay ăn rất là được giá mà cao nó không còn xa cho mấy bà con. Cao nghiêm không bé nhỏ cao này đâu, bé nó cao nghiêm lâu nay nhiều hơn mỡ nhiều quá. Không, cái hai chia hai tóc kìa, cái tóc sau kìa, không kìa, cắn tóc sau có chút xíu mà nó ba mấy ký vậy, này cao ba mấy mới hả, không lắm hả, hai bảy mấy năm chục rồi. Đây là những quầy cao ăn chậu nè, gọi miền Nam gọi là cao cưới mình bà con, cao cưới hay là cao cúng, rồi cao ăn chậu, nó ba loại với bà con. Mình chia sẻ giá cho bà con hôm nay là giá trong vườn hiện tại còn 19.000 bà con. Hẹn bà con gặp video lần tiếp theo, chúc bà con một ngày vui vẻ và hạnh phúc.